Chào các bạn và anh em đã đến kênh YouTube Tài Kinh của em ha. Anh em là chuyên thanh lý, mua bán, trao đổi thiết bị âm thanh, dàn nhạc sống, dàn kẹo kéo và có thâu mua nhạc của anh em gần xa ha. Em có đi thâu cũ đổi mới nè. Đó, bên kia thì cái đầu mới anh em nha, một kho ha. Thì em cũng có chuyên là mình muốn mua đồ mới thì gắp đồ mới lại ha. Muốn mua đồ cũ thì có đồ cũ anh em nha. Đó, thì hôm qua thì em cũng thu về dàn nhạc được là 4 súp và 4 full. Dàn máy thì có men 4 kênh rồi anh em. Class Q1600 là mấy con này thì quýnh rất là lực anh em ha. Đó rồi mấy con RHS 5002, mấy con 4 kênh thì về khá là nhiều men nha. Migo vang số thì em có về được mấy con DB anh em, DB S690 Pro luôn nè ha. Anh em cần liên hệ giùm em mấy bộ mi nữa. Đó, cũng còn khá là nhiều đồ anh em ha. Thì trước tiên thì em sẽ quay cho anh em là cái dàn lo full trước nha. Tại vì về công việc khá là nhiều, nói chung là lo này thì vỏ là hơi xấu anh em nha. Đó. Dàn vỏ thì hơi xấu này thì em đã có sơn lại nè, đó đã có sơn sơ lại cho anh em rồi ha. Nói chung thì mình phải nói rõ tình trạng vỏ là vỏ hơi xấu nha. Sơn thì nó không có, không biết khách chà anh em lấy máy đánh để làm gì anh em nha. Nó có nghĩa là vỏ là vỏ sơn dán ép, là dán ép nhưng mà nó không còn sơn sần nữa anh em, nó sơn láng luôn rồi anh em ha. Đó, cặp vỏ thì hơi xấu, nói chung là vỏ này cũng vậy, vỏ full ở phía trên này cũng là hơi xấu đó. Anh em muốn mua vỏ thì em sẽ bán vỏ cho anh em ha, còn nếu muốn mua ruột thì anh em sẽ bán ruột cho anh em. Thì vỏ này nếu mà anh mua, anh em mà tháo vỏ ra, tháo ruột ra ha, mua cặp vỏ không thì em sẽ bán cho anh em giá là 600.000 cho một cặp vỏ full đôi 40 nha, họng chạm đầy đủ. Thì anh em biết là họng nó khoảng 100 mấy ngàn một cặp rồi ha. Đó, thì anh em muốn mua thành phẩm thì em sẽ bán thành phẩm cho anh em nha. Nó sử dụng là bát này là bát 40 anh em, từ 9 con 75 ha, chép là chép hình như là chép 750 á. Nói chung là chưa tháo ra thì cũng chưa biết được. Thì cái này em sẽ tháo ra ha. Cái này nói chung là em sẽ tháo ra, tháo dàn bát này ra rồi sẽ quay bán sau cho anh em. Con 75 ha. Thì nếu mà con này là em thấy là con zin á, nếu mà bát 40 con 75 zin thì một cặp cũng sẽ bán cho anh em là 1,5 triệu đến 1,4 triệu. Anh em mua thành phẩm á, thì em bán cho anh em cặp này 3 triệu một cặp đi ha. Quá hợp lý cho anh em nha. 40 thành phẩm 3 triệu một cặp đánh ok. Đó, thì em thâu cái dàn nhạc này về là có 4 cái súp thì đây. Phía này là có một cặp súp nữa nè. Cặp súp này là em nhìn là em biết là nó là JBL anh em nha. Đó. Cái màn nó màu vàng vàng nè. Bát này là bát zin luôn anh em ha. Một cặp là 3 triệu đồng ha. 3 triệu đồng cho một cặp súp như thế này. Vỏ sơn dán ép nha, mà vỏ thì không được đẹp nha, nhưng mà còn cứng chắc anh em. Vỏ dán ép còn cứng chắc nha, nhưng mà nó không được đẹp nha, nói trước nha. Còn bên này là cặp này có bánh xe 3.200.000. 200.000 là tiền em gắn bánh xe vô anh em nha. Đó, cặp súp này thì cũng là một cặp súp 50 từ 220 con 100. Bát là bát zin luôn ha. Đó, bát là bát zin. Lo này đôi zin hết nha. 3.200.000 một cặp. Vỏ thì hơi xấu, nói trước tình trạng để nhiều khi anh em mua về là nói em nói này nói kia nha. Nhưng mà em đã sơn lại cho anh em đẹp như thế này rồi, nhưng mà thấy nhìn cái mặt thì nó không được phẳng mấy nè. Đó, có nghĩa là khách đánh ra khách chà gì đó, chà rồi sơn lại á. Nó thì em sơn lại đẹp cho anh em hết rồi ha, sơn lại đẹp hết rồi. Có một cái là nó nhìn, nó nhìn trong màn hình anh em nhìn kỹ giùm em nha. 3.200.000 một cặp có bánh xe, còn không có bánh xe là 3.000.000 một cặp. Bát là từ 220 con 100 và bát là bát zin hết nha. Đó, bát là toàn bộ zin hết chứ không có bát nào không zin hết nha. Rồi tiếp qua bên đây thì em có là bên mixer đèn nữa. Trong cái dàn này có mixer đèn luôn anh em ha. Có cái mixer đèn còn rất là đẹp này ha. Mixer này bán cho anh em 500.000. Đó. Mixer này còn nguyên tem luôn ha. Mixer còn rất là mới anh em. Mixer này có còn hai cái đèn luôn, hai cái đèn rất là mới luôn trong cái dàn này. Cái dàn này có hai cái đèn 54 bóng rất là mới ha. Một cái ống áp 10 kg. Một cái ống áp 10 kg còn chạy tốt. Hơi xấu cái mặt ngoài tí, anh em cần sơn em sẽ sơn lại ha. Cái ống áp này hơi xấu thì bán anh em 1,7 triệu nha. Ống áp 10 kg điện 90V nè. Điện là 90V đến 250V. Đó là điện vào ha. Và điện ra nó là 110 đến 220. Mặt hơi xét chỗ này, phía này 1,6 triệu nha. Nó hơi xét phần này. Thì nói chung cái này đơn giản thôi anh em. Nếu mà nội thất chạy tốt là ok. Còn cái phần này em sẽ sơn lại cho anh em cũng được. 1,6 triệu cho một cái ống áp 10 kg ha. Đó, về được duy nhất một cái ống áp này. Và bên đây thì em có là nguyên cái dàn máy đó nè. Có là một quản lý nguồn, quản lý nguồn BS 10S đó. Con này thì có màn hình đầy đủ. Con này thì 900.000 đó. CF220. Một cây quản lý nguồn ha. Một cây DB Aquatic S690 Pro đó. 690 Pro thì bán anh em giá là 3.900.000 ha. Thì anh em sử dụng cái dòng DB thì biết rồi,
690 Pro. Đó thì giá là 3.900.000 cho anh em ha. Một bộ Miro 7 này thì giá là 2 triệu đồng. Tai rất là đẹp, em để bên kia rồi, em quên lấy quay cho anh em. Trong cái dàn máy này luôn đó ha. Đồng bộ của nó luôn anh em nha. Rồi, một cây Idol 100 giá là 600.000. Một cây Vina 610 thì giá nó là 1.100.000 ha. Bộ Miro Sure URX23, tai còn rất là đẹp. Hàng 4 gâu anh em nha. Nó hàng này là hàng 4 gâu, tai rất là đẹp, bán anh em giá là 1.200.000. Sure URX23 ha. Đó, 1.200.000, tai đẹp như mới, gọ không có một vết sét nào hết nha. 1.200.000. Rồi tiếp theo thì em có là một cây DBX D-Rack PA trơn ha, PA trơn nè. Đó, 2 in và 6 ao, cây này bán anh em 2.400.000 ha. PA trơn, 2 in 6 ao, 2.400.000. Một cây vang giá rẻ, cây vang này thì bán cho anh em với cái giá là 500.000. Cây DB Audio bán anh em 700.000 ha. Cây này bán giùm cho khách luôn, đó một vị khách cũng rất là quen. Một cây vang cơ lê số 6 ngõ ra, có chơi đầy đủ, cây này bán anh em 700.000 luôn ha. Idol 100, giá là 600.000. Chống hú 2.0, hôm nào khách nào hỏi alo em 600.000 luôn ha. Cây Coster 234XL, tai thì có bị cắt sai cái góc này nè, hơi xấu, 400.000 ha. Misua URX9 đời đầu, giá là 800.000. Revert 100, giá là 800.000 ha. Vang này là mặt X-Tâm, chạy ruột Hugo, 1.3 anh em ha. 1.300.000. Thì lo mới thì em có là lo Sub 50 nè, Sub 50 RCF Made in China ha, mã là LB1480 anh em ha, xin đọc lộn ha. Thì con này giá của nó là 3 triệu đồng một cặp RCF đích loại viền xanh. Thì cái hàng em hay bán á, nhưng mà em để ra thì cái chặt chội quá anh em, dưới để ra rất là bụi ha. Nó như mấy cái lo này em để cho anh em xem nè, mấy cái lo nhỏ nhỏ nè, 25 lo, 25 con 65, 1.200.000 một cặp. Khách mua thì phản hồi khá là tốt nha, cái này gấp volume khá là hay. Dòng lo Nestle này thì em còn khá là nhiều ha, mẫu 30 có anh em, mẫu 40 có ha. Nestle này thì giá là 1.500.000 một cặp, 30 tiếng rất là sáng nha. Em có gấp lên quả tiễn một cặp và cặp phi thiền thì tiếng nó khá là sáng nha. Và cái dòng 40, cái dòng 40 này nè, Made in China ha, thì cái này nó có lắp tiếng đầy đủ nè anh em ha, nó có lắp tiếng nè. Cái dòng này thì cái dòng bass từ đỏ, cái viền pha nhôm nó rất là đẹp đó, em bán 1.700.000 một cặp. Bass 40 từ 190 con 75 nha, giá nó chỉ có 1.700.000 một cặp thôi. Anh em cân nhắc cái dòng này cũng khá là hay nha. Đi show ok luôn nha, chứ không phải là gắt gia đình nha, nó đi show ok luôn. Và đây là mấy con man 4 kênh em mới về. Mới về thì em có là mấy dòng anh em ha. Cái dòng này là dòng mới của GHS, thì anh em cũng hay quay lên mấy kênh TikTok rồi anh em cũng có xem đó, mấy cái dòng GHS nguồn sung nha. Nó là nguồn sung, nó nặng khoảng tầm khoảng 10 kg anh em, nó rất là nhẹ nha. Nhưng mà một kênh nó có thể đánh được một cặp 30, một cặp 30 con 75, một cặp 30 con 75, 40 con 75 ok luôn. 30 40 đánh ok nha. Thì đó này có thể là đánh một cặp quả tiễn nè, một cặp môi to được nè. Đó, cái con này thì cũng khá là ok, giá là 5.500.000, bảo hành cho anh em là 1 năm ha. Nó GHS nó có hai mã là mã 4K 48S và cái mã của nó là DB4850 đó, thì là 850 watt một kênh ha. Đó thì có hai mã này thì em có nhập về, hàng mới cũng có rất là nhiều loại cho anh em lựa chọn ha. Hàng mới thì em có mã bên đây nữa là cái mã V3G1600, cây này thì nó cao cấp hơn, nó là 80 sò rất là đẹp. Thì con này là đang bán cho anh em với cái giá là 7 triệu đồng ha, nó bảo hành 1 năm, thì hàng mới là bảo hành 1 năm anh em ha. Và tiếp theo thì em còn là một cây men 4 kênh hình của Dương Miện nè, men 7 nha, 4x1000 PA, đó là con này 1000W một kênh, thì em đang bán với giá là 5 triệu đồng ha, nó cho một cây 1000W một kênh. Và tiếp theo thì em có một cây Bosa V5, đó Bosa V5 ha, cây này là một cây men nguồn sung, bán cho anh em với giá là 2.300.000, size 1U nha, qua sử dụng, mặt màu xanh rất là đẹp, 2.300.000. Và tiếp theo thì em còn một cây men, một con men 5200 rất là đẹp anh em ha, 3.200.000. Mặt con 5200 này anh em thấy còn đẹp can luôn ha. Đó, GHS 5200, 3.200.000. Và tiếp theo thì em còn một cây lắp rubber. Lắp rubber còn rất là đẹp ha. Lắp rubber mã nó là FP4 1600Q. Đó, con này thì made in Taiwan ha. Con này thì anh em thấy cái dàn tụ nè, nguồn gin, tụ gin, sò thì em thấy cũng là, nói chung á,
cái men cũ, em nhìn trực quan bên ngoài thì em thấy là nguồn nè, nguồn là gin, tụ là gin đó. Thì như thế này anh em hỏi có sửa chữa chưa thì em đâu có dám nói anh em là có sửa chữa chưa hay là không có sửa chữa, tại vì men cũ anh em phải dỡ hết cái mạch này ra đó, dỡ hết cái bo nguồn ở phía sau ra, có một dấu chấm hàng hay đó là anh em lấy kính lúp anh hàng nhìn vô mới biết kỹ được, chứ còn thợ làm thì mình cũng không biết được anh em ha. Đó, nói chung là em bao anh em là nguồn gin và tụ gin, nói rõ men cũ đó em nói ừ, nguồn gin tụ gin. Nhiều khi là họ chết một con sò ở đâu đây cũng vậy, họ chết con sò họ thay vô, nhìn sao mình biết được anh em ha. Đó, sao em biết được thì em báo anh em là nguồn gin và tụ gin, máy hoạt động ok hoàn hảo, bao cho anh em trong vòng 17 đến 10 ngày. Con này bán giá là 6 triệu anh em ha, mặt mày đẹp keng nè, nguồn gin tụ gin. Thì con này có thể là đánh, đang đánh 4 cái súp và 4 cái full đó anh em. Con này đang đánh 4 súp, con 100 và 4 cái full ha. Đó, thì anh em muốn gáp vàng thì em gáp con này vô cũng được nè. Đó, cũng khá là ok, 6 triệu đồng cho một con lắp rubber 1600 quy. Tiếp theo là em còn một con men 32 sò 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 16, 32 và chạy là 8 tụ ha, tăng khô tròn. Cái con này thì có thể là nó đánh được một cặp 30, con 75 đến 100, 40 cũng vậy. Có thể là một cặp quả tiễn 30 là đánh được anh em ha. Con 75 cũng ok. Hàng 7, con này bán cho anh em giá là 3 triệu 200 ngàn. Đó, 3 triệu 200 ngàn ha, cho một con men 17, 32 sò. Và cái con DH, DH này thì D800, một cặp 30 con 75 đến một cặp 40 con 75 quýnh vô tư ha. Đó, em con này thì 2 triệu rưỡi nguồn sung luôn anh em ha. Nguồn sung nha, 2 triệu rưỡi. Rồi tiếp theo là men Việt Nam đi, men Việt Nam thì em còn là cái dòng CA20 Việt Nam. Bao anh em là nguồn gin và tụ gin. Con này bán anh em 2 triệu đồng 32 sò. Bán anh em chỉ có là 2 triệu đồng thôi anh em ha, đánh được một cặp 40 con 75. Tiếp theo là em còn CA6400 VZ đó, tên cũng đọc hơi lạ lạ. Con này thì nó chạy là 44 sò, 2, 4, 6, 12 tụ, nguồn gin và tụ gin. Con này thì có thể là đánh tốt được một cặp 40 ha, hai cặp 40 con 75 vô tư, hoặc là hai cặp con 100 thì cũng quýnh được luôn. Con này khá là nặng nha, mặt mày cũng còn đẹp. 2.500.000 cho một con men CA6400 VZ. Con này thì đánh được cặp full door là quýnh vô tư đó anh em ha, cặp full door quýnh vô tư nha. Rồi cái laptop Toshiba này đó, Toshiba này thì khách dặn em cũng hơi lâu lâu rồi, chắc là không lấy, 900.000 chạy ok. Nhưng mà có cái là nó chạy hơi chậm thôi anh em, nói rõ nha. Nó có con này Toshiba này có sạc đầy đủ luôn, chạy ok mà chạy hơi chậm, nói chung là không chạy lẹ được á, nói rõ là vậy. 900.000 chạy YouTube được hết, pin thì chắc hết rồi, hết pin nha. Về anh em bắt YouTube được ok, 900.000 không chạy lẹ nha. Đó, nói chung là mình bắt cũng nó cũng say rồi nó mới qua chương trình khác được. Khách dặn em để hôm gần cũng khá lâu rồi, thôi chắc là không lấy, em bán lại nha. 900.000 cho một con laptop Toshiba Core 2 nha. Con này là Core Duo anh em ha, Core Duo. Còn micro mới, TV nè, TV thì về để rất là nhiều nhưng mà không có dám bán lẻ anh em. Bán không khoái, không dám bán lẻ mà là không dám gửi shipper anh em nha. Anh em lại nhà lấy thì em bán nha, còn gửi shipper là do vấn đề vận chuyển á. Cái TV rất là dễ hư anh em, nó sợ nó hư thôi. Đó, micro mới thì em còn 2-3 dòng. Cái dòng mà chuyên đi show thì có cái dòng V3 nè. V3 này tai khá là đẹp, 2.500.000 một con. Đó, cái tai ở đây 4 râu ha. Đó, ETC. Dòng này đi sự kiện được nha anh em ha. Đó, 2.500.000 một bộ. Và bên đây thì có dòng làm, cái dòng này em hay quay nhất nè. Đó, cái dòng Bayer, Bayer nội địa anh em nha. Bayer 790 đưa chất âm khá là sáng nha. Rồi một bộ nó là 2 triệu đồng cho anh em. Hàng mới 100% nha. Đó, hàng mới còn nguyên hộp luôn. Phân tầng full đôi thì giá là 900.000. Mã của nó là BA2125 ha. Đó, BA2215 chứ đọc lộn anh em. 900.000 và cái mã BA5 là giá là 500.000 thôi, khỏi 550.000, bớt cái này 550.000 đi ha. Rồi lo. Lo thì em còn mấy dòng lo anh em. Lo thì JBL từ 220 coi 100, hàng đã qua sử dụng. Còn chạy tốt. Bát súp 50 nha, bát súp 50 giá là 2 triệu đồng một cặp. RCF thì em còn bao la luôn em ơi, RCF thì còn mấy cặp luôn, có làm con rồi, hoạt động tốt. 1 triệu rưỡi một cặp từ 220 con 100, 1 triệu rưỡi cho một cặp
ba anh em là chạy ok hết, hoàn hảo hết. Từ 220 con 100 bát 40 làm súp được, làm full được, giá 1,5 triệu một cặp. Rồi qua bên đây thì còn mấy cặp bát 7 con 100 tản lý cho anh em luôn, đó là 1,7 triệu một cặp, có thung bảo vệ từ rin đẹp 1,7 triệu. Ngoài cũng là một cặp rin đẹp nữa nè, 1,7 triệu rin đẹp 1,7 triệu. Tiếp theo thì em có dòng 3G audio này thì bán cho anh em giá là 1,7 triệu ha. Bát 20 bát 27 nha, đó đưa chất âm khá là sáng, 1,7 triệu cho một cặp. Thì em còn được đâu 4 cặp gì đó. Rồi mixer này trong dàn nhạc hôm qua luôn, trong nhạc hôm qua tháo ra EFX8 chưa vệ sinh luôn nè anh em, vệ sinh lại ha. Con này bán các anh em 1,5 triệu nha, đó con này 1,5 triệu. Mấy cái fader chỗ này là do họ xài nhiều anh em, mồ hôi tay nó ra nó mất cái chữ luôn nè, mất cái chữ luôn anh em ha, 1,5 triệu. Con này test lại cái eco nó lúc có lúc không, nói chung là nó hư eco đi anh em. Hôm trước là bán cho anh em 1,7 triệu gì đó, hôm nay bán cho anh em 1,5 triệu luôn, 1,5 triệu cho một con EFX. Nói chung là không có eco đi ha, mình xài với gian số đi 12 like về đi show ok, 12 like 1,5 triệu nha. Vậy anh em muốn thay bo eco vô mình thay nha, đó mình muốn thay bo eco này vô thì mình thay lại. Rồi mixer thì em còn lại dòng Dynacord CS600 hàng mới nguyên thùng bảo hành 1 năm. Đây CS600 hoặc là anh em muốn cái dòng của DB thì em cũng có nhập về cho anh em luôn, chuẩn bị nhập về tới ha. Thì mình đa dạng cái mặt hàng cho anh em, hàng mới có, hàng cũ có. Thì mới dòng cao cấp mình chuẩn bị gáp những cái dàn giá cả nó, giá nó hơi cao, anh em có nhu cầu kinh tế cao thì mình gáp những cái dòng mà mixer xịn nè, đó rồi vang số xịn DB vô. Thì tùy theo anh em muốn gáp như thế nào thì mình mua về mình nhập về anh em, đó mình làm cho anh em ha. Thì con này là 5,500,000 bảo hành cho anh em là 1 năm ha, của con Dynacord. Thì anh em mua con Sorab MX8 thì nó cũng là 3,5 triệu anh em. Anh em thêm 2 triệu nữa thì chơi dòng Dynacord này cho nó hoành tráng ha, cho nó cao cấp hơn, nhìn nó đẹp hơn ha. Đó, giá nó là 5,5 triệu. Và đây thì có mấy cái mixer nè. Mixer này thì có eco luôn, thì em gáp trên vàng đó, anh em muốn mua lẻ làm bán lẻ nha. Cái mixer này thì bán anh em 1,8 triệu nha. Đó, 1,8 triệu thì có hơi xấu chỗ này nè, hơi xấu chỗ này anh em nha, hơi xấu phần đây. Và mixer Bayer tay dưới đây 2 triệu một bộ. Man V3 G1600 con này là 7 triệu đồng ha. Thì em đang gáp lên cái cấu hình này, cái cấu hình này là cấu hình 2 sub BSD, một cặp quả tiễn 30 thì giá là 33 triệu, với clip trước có quay cho anh em rồi đó. Thì quả tiễn này thì em gáp giá rẻ, một cái em cũng bán nha, một cái là 5 triệu, một cặp này là 10 triệu đồng thành phẩm nha. Một cặp quả tiễn thành phẩm, vỏ của nó là 3,800,000 cho một cặp vỏ. Anh em thợ lấy sẽ có giá tốt nha, đó anh em thợ lấy sẽ có giá tốt hơn rất là nhiều. Lấy từ 2 cặp thì giá sẽ khác, và 5 cặp giá sẽ khác, và 10 cặp giá nó sẽ khác cho anh em nha. Thì em chuẩn bị là làm chắc là trong vòng tuần sau hoặc tuần tới thì sẽ hoàn thành cái kho. Thì em sẽ nhập lê về giá xưởng cho anh em luôn ha. Nó nhập về chủ yếu là mình muốn bán số lượng anh em đó. Thì vỏ súp thì em có là vỏ súp BSD nè, đó có đầy đủ hết, 4,2 triệu. Anh em nhập mà giá 2 cặp lên sẽ có giá tốt nữa. Rồi súp đôi BSD, đây là quả tiễn 40, quả tiễn 40 phi thiền array. Nói chung là để trong kho quay vậy hồi tối anh em, rất là nhiều lo ha. Nói chung là chỗ cửa hàng em thì lúc nào cũng có cho anh em hết. Lo mới nè, đây là Locoin 100 300B hoặc là RCF. Nói chung là anh em đến nhà em gáp dàn nhạc hoặc là mua đồ thì lúc nào cũng có, không khi nào không có anh em nha. Đó, lúc nào cũng có hàng cho anh em sẵn hết. Hàng mới thì anh em cứ yêu cầu em gáp vô cấu hình bao nhiêu tiền thì em sẽ gáp cho anh em nha. Qua kinh tăng đồ bãi em thường hay quay đó anh em, thì em rảnh lên, em rảnh là em có thời gian em quay những cái cấu hình đó cho anh em. Anh em thích cấu hình nào thì cứ bình luận trên cái trang tăng đồ bãi đó, thì em sẽ rảnh em quay cho anh em xem ha. Súp BSD nè, súp BSD qua sử dụng từ là từ 280 coi 125 ghim đẹp luôn, đó đẹp keng luôn nè, nặng quá nè. Nó cặp súp này thì bán 7 triệu nè anh em ha, đó ghim đẹp nè, phía trong đó em tháo ra đó nè. Cặp súp này là bán 7 triệu đồng, cặp full phía trên bán em 7 triệu luôn đi, 7 triệu đồng. Xài 2 bát 30 con 75, cặp này là cặp phi thiền nha. Xài chép là chép neo 850 ha, chép neo 850 nha. Cấu hình này là bán cho anh em 7 triệu.
Còn anh em muốn gáp vàng nhạt thì em sẽ gáp cho anh em cấu hình này đó. Muốn gáp giá rẻ thì mình có giá rẻ ha, vỏ array nè. Thì hôm trước là em có lên cấu hình gáp cho khách cái vàng array bên này, thì khách yêu cầu là gáp hai máy, bây giờ khách thêm một cặp nữa nè đó, thêm một cặp thì mình gáp thêm một cặp nữa cho khách luôn, nó cái vàng máy luôn đó ha. Có đầy đủ hết cho anh em đó, lúc nào anh em đến nhà em gáp bao nhiêu tiền test thoải mái, kiêm chỉnh như thế nào, khách test khá là ok. Thì thứ hai này em bắt đầu em tiến hành đi giao anh em nha đó. Thứ hai này thì em sẽ đi giao ở bên Hậu Giang anh em đó. Cấu hình này lên thì chắc khoảng đâu đó cũng gần 30 anh em nha, gần 30 triệu phía bên kia. Thì chuẩn bị là thứ hai nhà em đi giao nha. Tủ máy thì tủ máy này là 1,6 triệu anh em. Tủ máy này thì khóa bốm nhưng mà không có lắp trước và không có lắp sau, thì giá là 1,6 triệu. Tủ bên này thì 1,1 triệu có bánh xe nha, không có bánh xe thì 1,000,000 đó. Anh em muốn tủ nào cũng có nha, rất là đẹp đây phía đây. Còn tủ bên này thì 12U có lắp trước có lắp sau thì giá nó là 2,700,000 đó. Anh em muốn mua cấu hình nào mình cũng có nha. Array 42 cặp, một cặp súp, một cặp monitor. Rồi đây còn một cái lo, một cái vỏ lo ha, một cái vỏ lo 40 khá là đẹp. Vỏ lo 40 này thì đẹp ken ha, còn nắp đây họng chạm đầy đủ. Cái vỏ này bán anh em giá 600,000, có hình trái tim luôn nè đó. Một còn một cái vỏ lẻ không biết để đâu á, một cái vỏ 40 và một cái vỏ 50 phía bên kia nữa. Vỏ 50 bên kia bán anh em 500,000 thôi ha. Anh em mua vỏ nào em cũng có nha. Và cái xe kéo nè đó, anh em muốn hàng xe kéo mới em cũng có hàng mới. Mà đây là một cái xe kéo này dài như một chiếc container anh em ha. Đó, hình như là cái thùng này nó dài đâu là cái xe tải em mà để không vừa đó nè. Nó là khoảng 3 mét mấy cái thùng á, cái thùng là 3 mét mấy. Cái cầm nè, anh em thấy cầm không? Mua chiếc xe này bán luôn ha, lại nhà chở giùm em nha, chứ gửi shipper thì thôi. Xe này 2,5 triệu nha. Anh em đóng mới thì nói thiệt anh em, nếu mà anh em ra thợ đóng là không dưới 4 triệu nha. Đó, còn muốn đóng mới thì em có đóng mới luôn nha, đóng xe kéo mới cho anh em luôn. Rồi xe đạp điện cũ nè, anh em thấy không, xe đạp điện cũ thì rất là nhiều nhưng mà em để ngoài nắng ngoài mưa, nhưng mà chuẩn bị là em vô dọn nha, làm cái kho rồi mới dọn ha. Xe mới thì lúc nào em cũng có nha, em sẽ quay những chiếc xe đạp điện mới với anh em. Những chiếc xe đạp điện mới thì em có là mẫu mắc tiền có, mẫu rẻ tiền có ha, mẫu tầm trung có cho anh em sử dụng ha. Xe đạp điện thì em có với dòng xịn sò là với dòng cấp 3. Cấp 3 thì em thấy cũng cao cấp lắm anh em ha. Xe đạp điện ha, nó có thắng đĩa, có chế độ chạy, có 3-4 chế độ chạy và có đèn pha, đèn cốt đồ rất là nhiều ha. Con này thì 11 triệu, con bên này xanh xui hai sườn thì là 9,5 triệu, con bên này thì là 8 triệu anh em ha. Rất là nhiều mẫu, phía trước thì em để quay đó, mấy chiếc đó xe 6 triệu có luôn anh em ha. Xe thì có dòng là 6 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 9,5 triệu. Đây là cái mẫu này là mẫu 6 triệu anh em, nhỏ gọn cho những bé gái xinh xinh ha. Đây là cái mẫu này 9 triệu một sườn anh em, sườn là sườn đơn á. Sườn đôi thì 9,5 triệu. Chiếc bên kia dọn rồi 3,5 triệu một chiếc. Chiếc ngoài kia cũng hình như là em dọn rồi đó nhưng mà không có chỗ để anh em. 3,5 triệu một chiếc nha. Đó. Thì cuối video anh em cho em xin một like, một đăng ký. Một cái nút like cũng là một cái động lực để em cố gắng làm những cái clip và những đi thâu vàng nhạc. Em rảnh thì em sẽ quay lại cho anh em xem ha. Rồi sẽ mua vàng nhạc, bán vàng nhạc giá rẻ cho anh em luôn. Mua về, nói chung là mình mua về giá hợp lý thì mình sẽ bán anh em được giá hợp lý nha. Lô lo BNC mới nè, BNC thì con 100, bát 50 thì giá nó cũng là 3 triệu đồng. Anh em cần liên hệ giùm em ha. Dạ chào anh em nha.